Chào quý vị và các bạn, chào tất cả mọi người. Lúc này là 13 giờ 35 phút của ngày 15 tháng 10 năm 2022. Mình vào các cái trang báo để truy cập những cái thông tin hữu ích, những cái thông tin nóng hổi hàng ngày và đồng thời nữa là mình chia sẻ cho bạn bè và quý vị khán giả à, chúng ta cùng xem cùng nghe Thì à, ở trên trang báo nêu Có một bài báo và rất đặc biệt à, được chú ý Đó là với cái tiêu đề là bão nối bão vào Biển Đông à, Trong những ngày sắp tới đây nghe các bạn Thì à, đây là cũng dự báo người ta cảnh báo từ các cái đài khí tượng thủy văn quốc tế để những người bạn và những người dân ở vùng miền trung khi mà cơn bão số năm mới đi qua và hiện đang gây mưa thì chúng ta cũng có cái hướng để mà chuẩn bị phòng tránh trú bão với cái cơn bão mới nghe các bạn Và sau đây mình xin chia sẻ nội dung của bài báo này Sau đây là nội dung chi tiết Sau bão số 5, Biển Đông khả năng hướng thêm cơn bão khác Với cường độ được dự báo mạnh nhất cấp 12 Hiện các cơ quan khí tượng quốc tế đã đưa ra cảnh báo về hình thái này Sáng ngày 15 tháng 10, một chuyên gia khí tượng cho biết miền Trung đang đối mặt với một đợt thiên tai dồn dập khi khả năng hứng chịu các hình thái cực đoan liên tiếp. Báo số năm vừa qua, Biển Đông khả năng hứng thêm một cơn bão mới có cường độ mạnh hơn vào ngày 16, ngày 17 tháng 10. Hình thái này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Bộ. Theo dự báo của Đài Hải quân Mỹ, Cơn bão sắp tới được hình thành từ vùng áp thấp ở vùng biển phía bắc Philippines và có khả năng vào biển Đông trong ngày 16, ngày 17 tháng 10. Các cơ quan dự báo quốc tế thống nhất khi còn ở trên biển, cường độ bão mạnh nhất có thể đạt cấp 12, thậm chí là mạnh hơn. Dự báo ban đầu cho thấy hình thái này đổ bộ vô khu vực từ thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 10. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão có thể vào biển Đông rạng sáng ngày 17 tháng 10 với sức gió mạnh nhất 83 km/h, tương đương cấp 9 giật cấp 11. Quá trình di chuyển khiến bão tiếp thêm năng lượng và có thể mạnh lên cấp 11 giật cấp 13 khi tâm bão nằm dưới biển Đông ngày 18 đến ngày 19 tháng 10. Cơ quan này chưa đưa ra nhận định cụ thể về vị trí bão có thể đổ bộ và ảnh hưởng. Chuyên gia cho biết mặc dù bão chưa vào và dự báo có thể thay đổi, nhận định ban đầu cho thấy hình thái này tiếp tục gây ra đợt mưa lớn cho các khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, là nơi đang hứng chịu mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5. Mưa lớn ở miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày 16 tháng 10. Sau đó, người dân chỉ có hai ngày đầu tuần, 17 đến ngày 18 tháng 10, để khắc phục hậu quả lúc mưa giảm, trước khi đón thêm đợt mưa lớn tiếp theo. Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên tiếp diễn mưa lớn liên tục những ngày qua. Từ 7 giờ ngày 14 tháng 10 đến 7 giờ ngày 15 tháng 10, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 700 mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 961 mm, Nam Đông, Thừa Thiên Huế 775,4 mm, Suối Đá 752,2 mm, Đà Nẵng Ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 16 tháng 10, mưa lớn dồn về khu vực phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế với lượng phổ biến 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Từ đêm ngày 16 tháng 10, mưa lớn có xu hướng giảm ở những khu vực trên. Trong khi đó, mưa bắt đầu giảm ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Trong vòng một ngày tới, lượng mưa ở những địa phương này giao động 50 đến 100 mm, có nơi trên 120 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng kéo dài tiếp tục diễn ra tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, vùng ven sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên sông Hương, thi thể một người đàn ông trôi dạt trên sông Hương vừa được người dân phát hiện trong tình trạng không có giấy tờ tùy thân trưa ngày 15 tháng 10, ông Trần Buôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thanh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã thông báo với cơ quan chức năng về việc người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Hương. Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ sông Hương, đoạn qua thôn Quy Lai, xã Phú Thanh nên trình báo với chính quyền địa phương. Ngay lập tức, xã Phú Thanh đã cử lực lượng vớt thi thể này lên bờ để xác định danh tánh. Theo ông Buôn, nạn nhân là một người đàn ông cao to, giữa ngực có một hình xăm. Vào thời điểm phát hiện, trên người nạn nhân mặc áo quần nhưng không có giấy tờ tùy thân. Xã Phú Thanh nằm ở hạ nguồn sông Hương, hiện bị ngập nặng do lũ lụt, trong đó 25 hộ phải di dời đến nơi an toàn. Trong khi đó, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện còn khoảng 20.000 nhà bị ngập, nhiều tuyến đường đang ngập nặng. Thanh tra tại hai nhà máy lọc dầu và 15 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Hàng loạt doanh nghiệp đầu mối xăng dầu sẽ vào diện thanh tra của thanh tra chính phủ. Thanh tra Chính phủ TTCP vừa ban hành quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu tại công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Quyết định của Thanh tra Chính phủ căn cứ vào các quy định của pháp luật về thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 160 gạch chéo CD gạch ngang TTG ngày 22 tháng 2 năm 2022 về việc bảo đảm cung ứng xăng cho thị trường trong nước. Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Dương Quốc Huy, Vụ trưởng Vụ Y TTCP làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ thực hiện thanh tra trong thời kỳ từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra của đoàn là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị. Các doanh nghiệp đầu mối thuộc diện thanh tra như Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, Công ty Vận tải Thủy Bộ Hải Hà, Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân đội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Linh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty xăng dầu quân đội, công ty trách nhiệm hữu hạn Petro Bình Minh, công ty cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh, tổng công ty dầu Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi, tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, công ty cổ phần, công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp, công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Long Hưng, công ty cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa. Thời gian qua, thị trường xăng dầu trong nước gặp bất ổn về nguồn cung, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Nhiều cây xăng phải tạm ngừng hoạt động do không nhập được hàng, một số cây xăng khác phải hoạt động cầm chừng do gián đoạn nguồn cung. Tại cuộc họp báo ngày 12 tháng 10, thông tin về nguyên nhân khiến nguồn cung xăng dầu gặp trục trặc thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết từ cuối năm 2021 đến nay, tình hình thế giới biến động phức tạp, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng, trong đó có mặt hàng xăng dầu. Đặc biệt, vào quý 2 năm 2022, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm công suất để bảo đảm nguồn cung, Bộ Công Thương đã phân giao lượng nhập khẩu tăng thêm cho các doanh nghiệp DN đầu mối. Tuy nhiên, ở thời điểm này, giá xăng dầu thế giới lên cao nhất từ đầu năm. Sang đến quý 3 năm 2022, giá xăng dầu lại giảm mạnh. Với lượng nhập khẩu lớn như vậy, doanh nghiệp thua lỗ lớn, buộc phải cắt giảm chiết khấu để hạn chế việc lấy nhiều hàng của các đại lý bán lẻ, dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ cũng thua lỗ và cắt giảm sản lượng kinh doanh. Mức chiết khấu là theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa các doanh nghiệp đầu mối với các đơn vị trong hệ thống phân phối. Bên cạnh đó, các chi phí định mức chưa được tính đúng, tính đủ so với thực tế, khiến doanh nghiệp thua lỗ kéo dài thứ trưởng thông tin. Theo ông Trần Duy Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, một số doanh nghiệp đầu mối khu vực phía Nam bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu trong một đến 1 đến 1,5 tháng do vi phạm hành chính dẫn đến thiếu nguồn cung cục bộ cho các đơn vị. Trước đây vẫn thường xuyên lấy hàng của doanh nghiệp đầu mối này. Bên cạnh đó, Tín dụng bị thắt chặt trong khi giá xăng dầu tăng, tỷ giá USD mỗi Việt Nam đồng tăng và khó tiếp cận nguồn ngoại tệ khiến các doanh nghiệp đầu mối không có đủ nguồn tài chính để nhập hàng với khối lượng như các năm trước, ông Đông cho hay. Ngày 14 tháng 10, trao đổi với phóng viên báo người lao động, đại diện thanh tra chính phủ cho biết trong tuần tới sẽ tổ chức công bố quyết định thanh tra này.